Tôi là Trương Tân Cần, nguyên là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Và trước khi tu luyện thì phải nói sức khỏe tôi nó yếu, đặc biệt là năm 2010 đấy, tôi bị cắt một quả thận phải. Cho nên là sau đó thì là sức khỏe rất là yếu, yếu lắm. Ngoài cái vấn đề cắt đi thận thì sau đó là dẫn đến là suy thận rồi là tai biến. Thế nhưng mà sau khi mà tôi tập từ năm 2020 ấy, từ tháng 5, thế sau khi bà già tôi bị mất thì không hiểu vì sao là cứ ngủ dậy 5 giờ à 4 giờ 30 là tôi cứ nghĩ đến pháp luân công rồi. Cho nên tôi lại mở mạng ra, tôi lại tập theo ở trên máy. Hồi đấy tôi về quê thì tôi còn mang theo cái laptop của tôi. Và tôi mở, tôi tập trong đấy, sáng nào 4 rưỡi là tôi dậy tập. Và từ ngày mà tôi tập pháp luân công đến bây giờ thì sức khỏe nó tốt hẳn quá, gọi là quá tốt luôn chứ không phải không tốt luôn. Nhất là thời kỳ mà 2020, 21, 22, 23 thì là những cái năm đấy thì là sức khỏe tôi rất là tốt. Đánh bóng bàn mà thanh niên còn sợ cơ mà. Thanh niên cứ nói sao mà bạc ăn cái gì mà khỏe thế. Tôi bảo tôi là tập pháp luân công thôi chứ ăn gì đâu, ăn bình thường nhưng tập pháp luân công đúng là công nhận là rất là khỏe. Cơ duyên pháp luân công thì là hồi trước thì là tôi không biết gì về pháp luân công đâu. Thế nhưng mà tôi hay lên mạng xem thì có một lần có một cái người bạn ở trong Sài Gòn đó thì họ nói với tôi là pháp luân công rất là hay, nếu mà anh tập thì em xài quyển sách. Thì sau đó cô gửi tôi ba cuốn sách, một là cuốn Chuyển Vận Luân, hai là cuốn Pháp Luân Công và thứ ba là cái cuốn Đại Viên Mãn Pháp. Thì cô chỉ có nhắn ở trong tin nhắn thôi là anh đọc cái cuốn Chuyển Pháp Luân đấy 3 lần và tập theo năm bài Pháp Luân Công đấy thì rất là khỏe. Thế nhưng khi tôi mang ra tôi đọc đầu tiên tôi nhận được sách tôi cũng hăm hở lắm. Em đã đọc nhưng tôi đọc tôi thấy nó lại trục trặc nó không vào được. Và hồi đấy thì tôi rất là nhiều sách. Bởi vì tôi phụ trách công tác tư tưởng văn hóa của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho nên mua sách mua súng nhiều lắm. Tôi mua mà mấy tả sách, có một tủ sách rất là lớn sau khi về hưu tôi chuyển về đây. Có những cuốn sách rất là hay, tôi không biết là các bạn đã đọc chưa, nhưng vì cuốn sách là Cô Sinh Nhà Bộ Trưởng hoặc là Vợ Quan của Trung Quốc thời hiện đại đấy, tiểu thuyết tâm lý cực kỳ hay luôn. Thế tôi đọc những cái cuốn đấy, tôi lại xếp cái cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đọc được mấy trang tôi cảm thấy nó trục trặc nó vào mấy. Thế là tôi cất đi. Thế sau đó bắt đầu sau khi mà tôi về quê mà đến tháng 5 bà già tôi mất rồi, cứ 49 sau 49 ngày thì nó cứ nghĩ đến Chuyển Pháp Luân thôi. Không biết có phải là bà già tôi nhắc nhở tôi không, có cái tâm linh như thế không, nhưng tôi cứ nghĩ đến đấy cho nên tôi mở máy tập đó. Và mở máy tập thì là đến bây giờ thì sức khỏe nó rất là tốt. Vâng, tôi nhớ ngày hôm đấy là ngày 28 tháng 6 thì lúc 4 rưỡi chiều thì có anh bạn tên là Thiên Sứ, anh ấy là bạn rất là thân với tôi, anh ấy là phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Trung ương và anh ấy cũng chơi bóng bàn với tôi rất là thân. Cho nên hôm đấy anh nhắn lên, anh ấy bảo cần ơi lên nhà em chơi thì lâu quá anh em không gặp nhau chơi bóng bàn mấy quả, sau đó anh em ngồi với nhau. Thế thì tôi mặc quần áo thể thao rồi lấy vợt rồi là bao gối rồi xong vào sân dắt xe đi. Thường thường là tôi đi cái đường phía trong đường Đa Sĩ cho nó nắng ấm nó mát, nhưng mà không hiểu vì sao hôm đấy tôi lại ra là tôi quần xuống phải rồi rẽ trái đi ngang qua bệnh viện 103. Thì khi mà đi ngang qua bệnh viện 103 thì lại gặp một cái bà này gắn gồng ở nơi vai là mấy cái thúng, bà cũng tay cứ vậy 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 thế này là bà xin xe, người thì đi lượm lượp cũng có ai dừng lại để chở bà. Thế tôi lại đi quá rồi tôi lại nghĩ thế nào tôi lại quay lại tôi hỏi bà đi đâu, bà nói bây giờ chủ cho tôi xin đi ra cái bến xe số 1, số 2 để tôi về Hà Nội. Tôi nói thế chị bác ngồi lên đây tôi chở ba đến bến xe số 1, số 2 thì cho ba xuống ở đây bến xe đây rồi bác, khi nào có xe số 1, số 2 thì bác lên. Thì bác nói chú ơi nhà tôi có mấy đứa con ở xa quá nó ít gửi tiền về tôi không có tiền để đi xe buýt này. Thế là tôi lại rút ví cho ba một tờ 20 và tờ 5.000 là 25.000 rồi, 25.000 là đủ cho bác đi được 2 chuyến rồi. Đấy rồi là tôi đi, tức là tôi vòng lại xe đi, tôi chuẩn bị rẽ nó đến có cái đường rẽ để tôi rẽ qua đường Thân Bình để đi lên nhà của anh bạn đấy. Thì tôi đi từ 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 lại đấy chầm đấy là sau đó là một cái thằng vá đâu là
Tại thời điểm là tôi không biết, đến bây giờ tôi không nhớ gì, không nhớ là gói nổ va như thế nào và ai đưa tôi đi bệnh viện và tôi bị ngã như thế nào, không nhớ một chút gì. Chỉ có sau đó là bắt đầu đêm thì bắt đầu mình nghe thấy tiếng ồn ào, rồi bắt đầu họ nói đi viện, đưa anh Cần vào viện. Nhưng thực ra là họ lại đưa tôi, trước là họ đưa tôi vào bệnh viện Hà Đông, rồi sau đó họ mở cái túi sắt của tôi ra, họ có cái trong ví có thẻ bảo hiểm, có điện thoại, thì họ mới chuyển về bệnh viện 103 rồi họ mới gọi điện cho gia đình. Đấy, lúc đấy thì là gọi điện về đây thì là bà xã tôi lúc đấy thì là đang đi Quảng Ninh chưa về, thì có con gái với mấy thằng em vợ nó lên. Nên thì là đúng là sau đấy thì là tôi không biết gì, nằm 15 ngày trong đấy thì nó gãy chân trái, rồi gãy xương quai xanh bên trái, gãy hai xương xiềng và đầu là toạc. Chủ yếu là nó quên là do cái vết thương trên đầu. Sau này thì tôi không nhìn thấy ấy, nhưng mà sau này ấy, gần Tết vừa rồi đấy thì thằng em vợ nó đưa cái hình ảnh mà nó chụp cái mặt của tôi, lúc đấy tôi mới thấy là dễ sợ. Bởi vì mặt loang lổ toàn là máu, băng toàn máu thế này. Lúc còn chân thì họ bỏ bột từ dưới lên đây, rồi hai cái tay viền gãy cái xương qua sân cho nên họ lại lấy cái thúng nó lại buộc kéo ra thế này. Rồi tôi nằm trên đấy là có 2 tuần sau đó là bà xã tôi cứ ngày nào cũng nói là để hỏi bác sĩ thử có bộ với đây không, viền gãy cái xương qua sân đó mà. Thế bác sĩ cứ nói chờ. Thế là sau là bà xã tôi nói không hiểu vì sao mình đi tìm gặp cái ông bác sĩ trưởng khoa mà gặp mãi được. Sau đó có ngày cuối cùng bà xã lên hỏi nói thế có mổ cho chồng tôi, nếu không cho chồng tôi về cứ nằm mãi thế này. Thế họ nói thôi thế được thì muốn cho anh về thì về. Thế là bà xã tôi là cho về. Về thì là họ mang lên trên phòng đấy của tôi nằm ở trên đấy. Thì lên trên đấy tôi nằm được một tuần. Thì lúc đấy là cũng không biết gì mấy, có người đến thăm nhưng cũng không nhớ gì cả. Thì sau đó bắt đầu tôi thấy khó chịu quá, tôi bảo con gái nó với con lấy cho ba cái kéo này, cái kéo mà tôi bỏ trong học bàn đó, để tôi cắt cái bột hồi mình băng từ dưới này lên đây bỏ. Thế là con gái nói ôi giời sao là ba này cắt được, họ bảo 2 tháng mới quay, ba mới về được 1 tuần mà cắt bột đây. Giả sử sau này có vấn đề gì thì bác sĩ họ lại nói mình làm sao, không được đâu, nó không lấy. Thế là đêm đấy là tôi nói thế thì con mở cái dây tay sau này cho ba đi. Thế là nó mở cái dây này, thế là đêm tôi là bò xuống dưới của giường, tôi là vươn người đó, tôi rút gập bàn, thế là tôi lấy được cái kéo này. Thế là 11 giờ đêm tôi lại tự cắt đi. Cắt rồi nó bắt đầu là tôi lại ngồi tập. Mà lúc đấy thì một đêm tôi ngủ được hơn tiếng, 12 giờ ngủ như 1:30 là dậy rồi. Không thể nào đau, không được, đau cả hai bên này, đau đây, đau dưới này. Vì cái chân này bị 4 vết thương ạ. Đây thì vết thương đang còn dài thế này. Bây giờ nó còn đây và đây. Đây cũng được một sưng mà. Máy nó không gãy cái chỗ này. Chỗ này sưng như cái bát thế này mà sau này tôi biết cho con 1 tuần mà về đấy thì bà xã tôi là 8:30 cho nên tôi không có sờ mỏ như nên người không biết. Nhưng sau đến lúc tôi tự tắm được á. Thế là tôi lại xóa bỏ mình thấy ù đây ù cục to thế chứ. Mà bữa nay nó đâu còn, cho nó chưa có tan hết, chưa có giảm nặng lên nước thế mà. Thế sau đó tôi phải tập ngày nào, đêm nào tôi phải tập. Thế là tôi phải ngồi dừa tự vào tường á. Thế tôi tập 5 bài công pháp, lúc này không đứng được. Tôi tập được 1 tuần thì tôi bắt đầu bỏ chân xuống giường để đứng dậy, nhưng mà đúng không được, đau cái chân bên này đau ghê quá. Thế là tôi lại bỏ đấy, rồi là ngồi chân dưới giường và đây ngồi trên giường đã tập 5 bài công pháp, nó tập thêm nửa tháng nữa. Thì sau đó tôi cố gắng là tôi lần đi lại nó cái tủ với giường, tôi có tủ đấy là tôi đứng chân phải, có chân trái lên tôi dựa vào tường, thế là đứng được. Thế là tôi tập được bài 1, 2, 3, 4 đó. Sau đó bắt đầu cuối cùng là bỏ chân xuống được. Thế là tập được, rồi sau đó lên trên giường lại tập bài số 5, rồi sau đó tôi tập đi. Tôi tập được nửa tháng, 1 tháng thì là bắt đầu đi được. Thế là một buổi sáng thì vừa có nó mang đồ lên ăn xong thì là tôi lại xuống giường, rồi tôi đi bù trong phòng. Sau là tôi bình thường tôi đi qua phòng bên phòng vừa con tôi ạ. Thế vừa con tôi nói, ôi bác đi được rồi mà. Thế là nó nhảy đến nó ôm với tôi, thế là bắt đầu từ đó là tôi tập đi. Rồi sau đó bắt đầu một thời gian rồi là tôi lại đi qua bên công câu lạc bộ thăm anh em. Đấy, tôi qua thăm câu lạc bộ anh em thấy tôi để nấu dù mừng chạy đi. Mấy chục anh em là coi vui vẻ phấn khởi, nó ui may quá bác. Chứ còn chúng nó đến đây thăm tôi mấy lần rồi nói không nghĩ bác là đi được. Phải Tết thế mà bác chưa chắc là đi được.
mà bác sĩ hồi nữa thế là anh ít nhất là 6 tháng anh mới coi cắt bột mới đi là được, chứ còn bây giờ tuổi anh lớn và xương anh anh yếu rồi cũng thể là nhân như thân linh được. Thế nhưng mà tôi sau 2 tháng là tôi tập đi là được, phải là nhờ Pháp Luân Công. Và bạn bè ai đến thăm tôi nói chính nhờ Pháp Luân Công tôi mới sống lại lần thứ hai, cho nếu có Pháp Luân Công có khi cái tai nạn đấy là cướp đi sinh mệnh này của tôi rồi. Và nhờ vào Pháp Luân Công bây giờ tôi tập lại bây giờ như thể người bình thường rồi. Bây giờ tôi vẫn đi đánh bóng bàn, tất nhiên đánh không bằng giờ xưa, thế nhưng mà vẫn đánh, vẫn chơi đánh đôi được. Tôi phải nói thật là nhiều người người ta chưa hiểu về Pháp Luân Công, cho nên người ta nói về Pháp Luân Công là mê tín hoặc là thế này thế khác. Nhưng bản thân tôi là một người gốc thức và một người đã từng phụ trách công tác tư tưởng văn hóa của giai cấp công nhân Việt Nam, đã đi đây đi đó rất là nhiều và cũng đã hiểu biết về các cái giáo phái khác, ví dụ như là Phật giáo rồi Thiên Chúa giáo rồi là đạo Cao Đài rồi đạo Hòa Hải. Vì giờ xưa hồi ấy là tôi có nghiên cứu về khi mà học thạc sĩ ở bên Học viện Chính trị Quốc gia chúng học về chuyên đề văn hóa, tôi đã nghiên cứu về cái vấn đề văn hóa, trong đó có cái văn hóa tâm linh cũng nghiên cứu sâu vào đấy. Thế nhưng mà bây giờ đến tập Pháp Luân Công thì thấy rằng Pháp Luân Công là quá tuyệt vời, không thể có một cái gì hơn. Và tôi viết rất là nhiều bài về Pháp Luân Công chứ, trong đó có một cái bài mà không gì tốt hơn, tức là không gì tốt hơn ngoài cái việc là ta thập Pháp Luân Công. Chứ Pháp Luân Công phải mê tín, Pháp Luân Công là môn khí công của Phật giáo mà sao lại mê tín được. Hai nữa là trong Pháp Luân Công thì sư phụ đã dạy rồi, tức là đã là người tốt thì làm một người tốt hơn, mà làm tốt hơn thì phải có trách nhiệm với gia đình, với vợ con, phải biết thương yêu cha mẹ, phải thơm thảo với cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Chứ làm gì có chuyện bỏ bê rồi là không thờ cúng rồi là mê tín gì đó, cái đó hoàn toàn sai. Những ai không biết về Pháp Luân Công là sai. Thế còn nếu như mà tôn giáo, mình đi Phật giáo, mình phải cào đầu đi vào chùa, rồi đi bên Thiên Chúa giáo, thế thì mình phải đi vào nhà thờ, mình phải bỏ nhà, bỏ cửa. Cho nên đây là mình tu, mình ngồi tu ở nhà cũng được, đi đâu tập cũng được. Tập 5 bài công pháp phải người nó khỏe, bần tình tai biến, tâm hồn thì nhẹ nhàng. Đấy là quá tốt cho làm gì có chuyện mê tín. Cho nên với một cái người mà có nhận thức như tôi khẳng định rằng là Pháp Luân Công là môn tuyệt vời, rèn luyện sức khỏe và nâng cao tâm tình cho con người. Nếu xã hội chúng ta, đặc biệt là đất nước chúng ta đấy, nếu mà ai cũng rèn luyện Pháp Luân Công, ai cũng tu luyện Pháp Luân Công thì tâm tính được đề cao, sức khỏe thì rõ ràng góp phần rất là lớn cho xây dựng cho đất nước Việt Nam của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi cũng rất là tiếc, nếu giả sử thời mà tôi đương còn làm việc á, mà tôi biết được Pháp Luân Công này thì quá tuyệt vời. Bởi vì tôi đi giảng bài cho tất cả 63 tỉnh thành, tiếp xúc với công nhân viên chức lao động, tiếp xúc với cái hệ thống công đoàn, hoặc là các cái hội nghị toàn quốc mà chúng tôi chủ trì đấy, thì tôi có thể là đứng trên diễn đàn, tôi có thể trao đổi, có thể là hồng pháp đối cho mọi người, để tăng cái số lượng người mà biết Pháp Luân Công là càng ngày càng nhiều, rất là tốt. Ví dụ như công đoàn của tôi mà nếu như nhiều người biết về Pháp Luân Công thì khi họ xuống với công nhân lao động, họ sẽ trao đổi cái đấy, làm cho công nhân lao động hiểu về Pháp Luân Công. Và công nhân lao động tập thì rõ ràng tăng cường với sức khỏe, tăng cường về vấn đề tâm tính, thì rõ ràng sẽ nâng cao năng suất lao động chứ, và gắn chặt với doanh nghiệp cho làm cho doanh nghiệp ngày càng vững mạnh chứ. Thì cái đấy điều rất là tốt. Nhưng mà rất tiếc là coi thời đấy là tôi chưa biết Pháp Luân Công. Có nhiều người suy nghĩ là Pháp Luân Công là coi như là làm chính trị, hoàn toàn làm gì có, cũng có. Trong cuốn Đại Pháp, Đại Viên Bản Pháp Sư Phụ là dạy rồi, tất cả các học viên Pháp Luân Công là cấm tham gia các hoạt động chính trị, mà phải chấp hành tuyệt đối về pháp luật của nước sở tại. Nếu như ai không chấp hành luật pháp của nước sở tại thì người đấy không phải là đệ tử Pháp Luân Công. Như thế là quá tốt rồi. Vâng, Việt Nam chúng ta vẫn là giáo dục con người là phải luôn luôn chấp hành pháp luật. Pháp luật là cái tối thượng. Mà ở đây Pháp Luân Công dạy như thế thì quá tốt. Chứ làm người tốt đã tốt hơn rồi, làm sao mà có chuyện là có làm chính trị được. Hoàn toàn không thể làm chính trị được. Bản thân tôi là một con người có làm công tác chính trị đấy, nhưng bây giờ tập Pháp Luân Công thì Pháp Luân Công không có một cái gì mà là gọi là coi là tham gia về vấn đề chính trị hết. Người ta cấm, sư phụ cấm mà phải chấp hành pháp luật. Cho nên tôi thấy là Pháp Luân Công không có cái gì là làm chính trị hết.